Xin chào những anh em mang dòng máu kỳ đỏ, chúc anh em một ngày vui vẻ. 24 giờ đi qua, VMU đã phải đón nhận một vài tin cây sốc. Vậy những thông tin đó là gì? Mời anh em đến với nội dung bản tin hôm nay. Luxor dịch chấn thương. Thông tin không vui đến với các cổ động viên của Man United. Theo báo cáo từ The Athletic, hậu vệ Luxor sẽ vắng mặt ở trận đấu giữa Man United và Nottingham Forest cuối tuần này. Bên cạnh đó, tuyển thủ Tham Sư nhiều khả năng tiếp tục ngồi ngoài ở cuộc đại chiến giữa Quỷ Đỏ và Arsenal. The Athletic dự đoán Luxor sẽ vắng mặt ít nhất đến giai đoạn sau loạt trận quốc tế tháng 9. Trước đó, Luxor thi đấu trọn vẹn 90 phút khi Quỷ Đỏ đánh bại Wolverhampton 1-0 và thất bại 0-2 trước Tottenham Hotspur. Theo The Athletic, Luxor dính chấn thương cơ. Đội ngũ y tế của Quỷ Đỏ sẽ xem xét, kiểm tra mức độ chấn thương trước khi đưa ra phương án chữa trị. Đây rõ ràng là thông tin tiêu cực với Man United. Luxor được xem là hậu vệ trái số 1 của đoàn quân huấn luyện viên Ten Hag trong bối cảnh phương án dự phòng Tiram Malaysia chưa thể tái xuất sân cỏ. Ten Hag nhiều khả năng sẽ phải sử dụng Dalot ở vai trò hậu vệ cánh trái trong những trận đấu sắp tới. Bên cạnh việc vắng mặt trong màu áo của Man United, Luxor cũng sẽ lỡ hẹn với tuyển Anh ở loạt trận quốc tế tháng 9. Đoàn quân của huấn luyện viên Southgate sẽ chạm trán Ukraine và Scotland. MU ký gấp một tiền đạo mới. Gazzetta dello Sport loan tin MU xem xét từ bỏ tiền vệ mục tiêu Amrabat của Fiorentina để chuyển hướng sang ký với một tiền đạo mới trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo nguồn tin này, Quỷ Đỏ sẵn sàng chi ra 25 triệu euro để ký với chân sút 20 tuổi Marcos Leonardo từ Santos. Đây là tiền đạo cũng được Mourinho nhắm đến để mang về AS Roma, nhưng Quỷ Đỏ tự tin có thể giành chiến thắng. MU khởi đầu mùa giải mới không được tốt với chiến thắng 1-0 trước Wolves và thua 0-2 trước Tottenham Hotspur. Yếu điểm quan trọng nhất của MU trong trận đấu này đó là khả năng dứt điểm. Erik ten Hag thừa nhận điều tiên quyết là đội bóng của ông phải ghi được bàn thắng thay vì lãng phí bao nhiêu cơ hội đã tạo ra ngay trước mặt. Rashford được xếp đá trung phong với Garnacho và Anthony hỗ trợ ở hai biên không cho thấy sự hiệu quả. MU đang chờ tân binh Rasmus Højlund bình phục chấn thương để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, với tương lai của Martial đang mờ mịt, cộng thêm đội vừa buộc phải để Mason Greenwood ra đi, MU được cho có thể từ bỏ ý định tăng cường Amrabat ở tuyến giữa để thay thế bằng một tiền đạo. MU vẫn chưa hề hỏi mua Amrabat. Giám đốc điều hành của Fiorentina, ông Jorge Barone, chia sẻ với Sky Sports về thương vụ Amrabat của Man United. Amrabat phải ngồi dự bị và không được sử dụng trong trận thắng Genoa 4-1 của Fiorentina ở vòng đấu mở màn Serie A. Chưa dừng lại ở đây, tiền vệ người Maroc cũng không tập luyện cùng đội bóng. Đây là dấu hiệu cho thấy Amrabat sắp rời xa Fiorentina. Thậm chí, đích thân huấn luyện viên Vincenzo Italiano xác nhận Amrabat đang tự tập luyện một mình. Cậu ấy sẽ không theo chân cùng đoàn đội ở trận đấu tiếp theo. Có thể thấy, Amrabat đang chờ đợi một động thái chuyển nhượng khi phiên chợ hè 2023 sắp khép lại. Lúc này, MU được cho là dành sự quan tâm đặc biệt với Amrabat. Sau thất bại trước Tottenham Hotspur, Quỷ Đỏ rõ ràng cần nỗ lực chiêu mộ một tiền vệ trong thời gian tới. Tuy nhiên, vấn đề là Man United vẫn án binh bất động ở thương vụ này. Cụ thể, giám đốc điều hành của Fiorentina, ông Jorge Barone cho hay: Amrabat không làm việc với đội, nhưng chúng tôi chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào cho Amrabat vào mùa hè này. Nếu có những cầu thủ không hài lòng ở đây, tất nhiên chúng tôi có thể bắt đầu xem xét lời đề nghị dành cho họ. Như vậy, Fio sẽ sẵn sàng bán đứt Amrabat. Tuy nhiên, MU cần phải sớm hành động khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023 sắp khép lại. Tân binh tiếp theo của Man United là ai? Trang Manchester Evening News đã điểm lại một số thông tin đáng chú ý xoay quanh Atay Bayindia, người đã hoàn thành kiểm tra y tế và chuẩn bị gia nhập Man United. Vậy Atay Bayindia là ai? Với chiều cao 1m98, Atay Bayindia thực sự là một hộ pháp cho khung gỗ của Fenerbahce những mùa giải gần đây. Kể từ thời điểm chuyển đến khoác áo một trong số những câu lạc bộ lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đến nay Bayindia đã có tổng cộng 145 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong đó, thủ thành 25 tuổi để thủng lưới 162 bàn và giữ sạch lưới 44 trận. Một thành tích tương đối đáng khen ngợi bởi mỗi vòng đấu ở Super League thường chứng kiến rất nhiều bàn thắng. Năm 2021, Bayern lần đầu tiên được huấn luyện viên Sion Kunet triệu tập lên tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Dù vậy, anh lại không thực sự được trọng dụng trên đội tuyển quốc gia với chỉ 5 lần ra sân đến thời điểm hiện tại. Trong mùa giải năm ngoái, Bayern chính thức được trao cho tấm bằng thủ quân tại Fenerbahce nhờ vào phẩm chất lãnh đạo ấn tượng của mình. Được biết, giữa Bayern và Fenerbahce có tồn tại một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 4,3 triệu bảng và dự kiến con số này sẽ không thể làm khó Man United. Thứ hai là chấn thương của Bayern. Cần biết, Bayern đã dính chấn thương ở hông và lưng ở mùa giải trước. Đây cũng là lý do tại sao Man United lại gấp rút kiểm tra y tế. Vào tháng 12 năm 2022,
vào tháng 4 năm 2023, anh đã bỏ lỡ một số trận đấu vì những vấn đề kể trên và chấn thương hồi tháng 4 đã khiến Bendier phải ngồi ngoài đến tháng 6. Dễ hiểu khi Man United thực sự quan ngại về tình trạng thể lực của thủ môn này. Chuẩn đoán dành cho Bendier là anh đang mắc chứng thoát vị địa đệm thắt lưng. Được biết, ngôi sao 25 tuổi cũng đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật để khắc phục triệt để vấn đề này. Vậy màn thể hiện mới nhất của anh như thế nào? Lần gần nhất Bendier bắt chính cho Fenerbahce diễn ra cách đây hơn một tuần trong trận thắng 2-1 của câu lạc bộ này trước Gaziantep. Tuy vậy, thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ đã có một màn trình diễn không mấy ấn tượng và huấn luyện viên Imad Kata, thuyền trưởng của Fenerbahce, cũng đã công khai đề cập đến vấn đề này sau trận đấu. Khi đến với Man United, vị trí nào sẽ dành cho Bendier? Tất nhiên, Onana vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Man United sau khi Bendier cập bến. Dự kiến, anh sẽ là phương án thay thế trực tiếp cho Henderson, người đang được Nottingham Forest và Crystal Palace theo sát. Giống nhiều hết những thủ thành dự bị khác ở Premier League, Bendier sẽ có cơ hội bắt chính ở một số đấu trường kém quan trọng, điển hình như League Cup và FA Cup. Tiết lộ lý do khiến MU ghi được ít bàn. Manchester United chỉ ghi một bàn trong hai trận mở màn Premier League và rất cần cải thiện khả năng tấn công trước Nottingham Forest trong trận đấu tới. Sau đây, anh em ta cùng điểm qua những lý do khiến Manchester United chật vật trong khâu ghi bàn. Đầu tiên là Rasmus Højlund phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Niềm hy vọng lớn lao của Quỷ Đỏ đã bị dính chấn thương lưng và vẫn đang chờ đợi để đá trận ra mắt. Rasmus Højlund được trời phú cho tốc độ và sức mạnh bùng nổ. Điều này khiến anh trở thành tài sản quý giá sau khi bình phục. Theo truyền thông Anh, Rasmus Højlund có khả năng sẽ ra sân ở trận gặp Nottingham Forest. Thứ hai là Rashford đá trung phong không tốt. Việc Højlund dính chấn thương khiến Marcus Rashford phải đá thay ở vị trí trung phong. Mùa giải năm ngoái là mùa bóng sung mãn nhất trong sự nghiệp của Rashford. Sau những khoảnh khắc đẹp nhất của anh lại đến khi xuất phát từ hành lang hai cánh. Chẳng hạn như khi tiền đạo 25 tuổi người Anh ghi bàn vào lưới của Barcelona tại sân Camp Nou hoặc lập công sau một pha chạy nước rút từ nửa sân trước Burnley. Rashford thừa nhận với Neville rằng vị trí yêu thích của anh là bên trái hàng công vì có thể tham gia nhiều hơn vào trận đấu. Trong hai trận đấu đầu tiên của Man United ở Premier League mùa này, Rashford phải đá trung phong và thi đấu không tốt như thường lệ. Anh có 4 cú sút trước Wolves nhưng 3 trong số đó đều bị cản phá. Tuyển thủ Anh có 3 cơ hội trước Spurs, một trong số đó bị chặn lại, một bị thủ môn của đối phương cản phá và cú đánh đầu ở Cligan sau đường truyền kiểu Raboda từ Bruno Fernandes đi vào sân ngang. Tiền đạo đã ghi 30 bàn mùa trước, chỉ có tổng cộng 2 cú sút trúng đích cho đến thời điểm hiện tại của mùa giải mới. Lý do tiếp theo là cầu thủ chạy cánh kém hiệu quả. MU luôn nổi tiếng với lối chơi tấn công biên thú vị, nhưng các cầu thủ chạy cánh đang gặp vấn đề. Anthony vẫn còn nhiều điều phải chứng tỏ sau mùa giải đầu tiên không thành công khi chỉ ghi được 4 bàn thắng ở Premier League và chỉ cung cấp 2 đường kiến tạo. Mức giá 85 triệu bảng càng tạo thêm áp lực cho Anthony và tuyển thủ Brazil chưa thể chứng minh được giá trị của mình. Ở cánh đối diện, Alessandro Garnacho cũng gây thất vọng khi đá chính. Điều này càng củng cố cho lập luận rằng tuyển thủ Argentina chưa hiệu quả hơn chỉ khi vào sân thay người. Lý do tiếp theo là Quỷ Đỏ đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Dù chơi không tốt trong hai trận đấu mở màn, nhưng Quỷ Đỏ cũng tạo ra được nhiều cơ hội, cho thấy lý do tại sao MU ghi được ít bàn thắng như vậy là do khâu dứt điểm kém chứ không phải là thiếu sáng tạo. Gặp Tottenham, MU có 14 cú dứt điểm trong hiệp 1, nhiều hơn bất kỳ trận sân khách nào kể từ khi gặp Blackburn Rovers vào tháng 10 năm 2008, khi Quỷ Đỏ còn đang là đương kim vô địch Premier League và châu Âu. Khởi đầu trận đấu đầy hứa hẹn nhưng lại không tận dụng được cơ hội và sau đó thua là chủ đề quen thuộc ở mùa giải trước, đặc biệt là khi MU phải trả giá đắt cho sự phung phí cơ hội trước West Ham và Brighton. Đoàn quân của huấn luyện viên Ten Hag có thể tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội trước Forest, nhưng điều quan trọng là phải ghi bàn. Cuối cùng là chuyến du đấu mệt mỏi. Điểm đáng lo ngại khác trong hai trận đầu tiên của Man United là một số cầu thủ trông mệt mỏi. Quỷ Đỏ đã chơi 62 trận ở mùa giải trước và không ít thành viên trong đội có cảm giác như bị kiệt sức vào tháng 6. Một số cầu thủ, đặc biệt là Casemiro, đang trong tình trạng hết pin chỉ sau hai trận đấu. MU đã tự hại mình khi tổ chức một chiến dịch tiền mùa giải đầy mệt mỏi, chơi 8 trận giao hữu trong vòng 25 ngày trên khắp 5 quốc gia. Phần lớn sự chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Ten Hag diễn ra ở Mỹ, nơi Quỷ Đỏ đi khắp đất nước, thăm 4 tiểu bang khác nhau, bay tổng cộng hơn 9.173 km. MU đi từ New Jersey đến San Diego, sau đó đến Houston trước khi kết thúc ở Las Vegas. Dù các chuyến du đấu này có giá trị thương mại rất lớn đối với Quỷ Đỏ, nhưng mục tiêu chính của chiến dịch trước mùa giải là chuẩn bị cho các cầu thủ thi đấu ở các trận chính thức. Chuyến du đấu này dường như có tác dụng ngược.
Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.